Hello cả nhà, hôm nay Giang lại có thời gian rảnh để trò chuyện với mọi người rồi ạ. Mùa hè đang đến rồi và Giang thì lại là một người mà cực kỳ sợ mùa hè, sợ nhất trong năm luôn. Bởi vì là mùa hè rất là oi nóng mà Giang thì lại có một vấn đề khá là tế nhị. Đó là cơ thể bị tăng tiết mồ hôi, có nghĩa là cơ thể của mình nó ra nhiều mồ hôi hơn so với những người bình thường. Và vấn đề này làm Giang rất là phiền lòng bởi vì mồ hôi thì nó không chỉ gây ra cái mùi không được dễ chịu lắm cho cơ thể của mình này, nó cũng làm cho cơ thể nhấp nháp khó chịu này, và đặc biệt là cái vùng da ở dưới cánh tay thì chỗ đấy nó rất là nhạy cảm. Đối với không chỉ có Giang đâu mà Giang nghĩ là tất cả các chị em đều rất là sợ cái vấn đề này. Cái vùng da ở dưới cánh tay nó cũng bị thâm đen nữa, và Giang rất là lo lắng. Mỗi khi mà Giang đi làm, đi quay hay là đi chơi bất kỳ đâu thì Giang đều phải mang theo 1 đến 2 bộ quần áo dự phòng và vệ sinh thân thể rất là nhiều lần trong ngày thì mới có thể giữ cho mình một cơ thể khô thoáng. Và Giang thì khá là phiền lòng cái vấn đề này, thì nó tế nhị quá nên mình cũng chẳng tâm sự được với ai vì xấu hổ lắm. Cho nên là Giang cũng tìm ở trên thị trường rất nhiều sản phẩm, cứ có cái sản phẩm nào mà khử mùi là Giang đều tìm hiểu và Giang dùng thử rất là nhiều rồi. Giang dùng khá là nhiều sản phẩm rồi và hầu như là cũng không được ưng ý, bởi vì là nó có những cái đặc điểm mà Giang không thích, ví dụ như là mùi hóa học này, hay là những sản phẩm mà nó không phải thiên nhiên, những sản phẩm nó không lành tính. Và trong quá trình tìm hiểu thì Giang cũng đã tìm được một sản phẩm khiến Giang rất là ưng ý, cho tới nay thì cơ thể hoàn toàn sạch sẽ và khô thoáng và Giang rất sung sướng nên chia sẻ ngay với mọi người. Đó là xịt nách Navin. Giang đã dùng cái xịt nách Navin này được 3 tháng rồi và có 3 đặc điểm mà khiến Giang cực kỳ yên tâm và cực kỳ thích khi sử dụng cái Navin này. Điều đầu tiên đó là Giang rất là ưa chuộng những sản phẩm từ thiên nhiên và Navin thì đáp ứng được điều đó. Có các cái thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như là trầu không hay là xuyên khung, rất là an toàn và lành tính cho da. Mọi làn da đều có thể sử dụng được. Cái thứ hai đó là Giang mẫn cảm với các loại mùi cho nên không thể nào sử dụng được những sản phẩm có mùi hóa học. Và cái Navin này thì nó lại có mùi thiên nhiên rất là dễ chịu và dễ sử dụng. Đó là điều mà Giang khá ưng. Và cái thứ ba đó là mọi người có thể nhìn thấy là cái chai bé bé xinh xinh như thế này, dạng xịt, sử dụng rất là dễ mà chúng ta mang đi đâu cũng dễ. Giang dùng cái túi nhỏ như thế này mà cho vào túi, mình mang đi khắp nơi được, cho nên là rất là tiện dụng. Từ ngày có Navin thì Giang tự tin hơn hẳn. Đến mùa hè có thể diện bikini hay là áo 2 dây các thứ tẹt ga luôn. Không còn phải sợ là da mồ hôi hay là có mùi khó chịu nữa. Mà đặc biệt là khi mà sử dụng Navin thì cái vùng da dưới cánh tay cũng như là những cái vùng da mà Giang sử dụng trên cơ thể ấy, nó cũng sáng lên và đều màu da hơn, thẩm mỹ tốt hơn. Và đặc biệt là cái vùng da dưới cánh tay và những cái vùng da mà Giang xịt Navin ấy, thì nó đều sáng lên trong thấy, nó đều màu da hơn, khiến cho cơ thể mình nó cũng đẹp hơn. Bây giờ thì Giang rất là tự tin, vào mùa hè thì lúc nào mình cũng khô thoáng, không cần phải mang thêm quần áo hay là không cần phải lau lau rửa rửa như mọi lần nữa. Vì thế mà Giang rất là muốn chia sẻ với mọi người để cho những người có cùng với cảnh ngộ như Giang có thể tìm được một sản phẩm phù hợp với mình để cải thiện được vấn đề mồ hôi cũng như là mùi cơ thể. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.